Minh được Tử Vi hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình bề trên ban phúc, đón cát xua hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe thần kỳ, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, đúng tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, được thần tài ban cho lộc lớn, đổi giận giàu sang, làm gì cũng đỏ hơn son, giàu có hơn người. Đầu tiên, đặc trưng tính cách tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Đinh Mùi hay còn được gọi với cái tên khác là Thất Quần Chi Dương, tức là con dê lạc bầy. Đinh thuộc mẫu người điềm đạm, nhân hậu, tiếng nói thanh nhã, đặc tính của can đinh, rất mẫn cảm, thích an phận thủ thường, không muốn đảm trách đại sự, cẩn thận và tỉ mỉ trong cách xử lý công việc. Tuy nhiên, đôi khi quá cẩn thận và do dự nên đã bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt trong tầm tay. Tính tình lương thiện, mềm mỏng, nhiều khả năng thuyết phục nên dễ thu phục nhân tâm. Đặc trưng cơ bản nhất của những người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 thuộc mệnh Thiên Hà Thủy, đó là sự thông minh, trí tuệ, vì trong ngũ đức, hành thủy chủ trí tuệ. Nước mưa hay diễn đạt một cách bóng bẩy là nước Thiên Hà, là sự kết tinh của hành thủy. Thứ nhất, xét về bản chất dòng tuần hoàn của nước thì hơi nước mỏng manh, tinh khiết ngưng tụ tạo thành, nên nó không lẫn tạp chất dơ trọng. Thứ hai, nước của sông Ngân Hà trên thiên cung, nó khác với nước ở dưới trần gian ở chỗ cao quý, thánh thiện hơn. Thứ ba, khi xét về thiên can địa chi, ta sẽ thấy can đinh âm quả, gặp chi mùi âm thổ, gốc sinh cho ngọn, nên tiềm tàng một nền tảng phúc đức rất dày. Dựa vào ba lý do trên, ta có thể thấy Đinh Mùi mệnh Thiên Hà Thủy không những thông tuệ mà còn có sự hơn người xuất chúng. Nước Thiên Hà tinh khiết, mỏng manh, nên những người tuổi Đinh Mùi tính cách, tâm hồn cao thượng, thanh nhã, tinh tế và tác phong, cử chỉ lịch thiệp, nhã nhặn. Người tuổi Đinh Mùi mệnh Thiên Hà Thủy được biết tới với sự cống hiến không toan tính, hay đòi hỏi được đền bù. Nước Thiên Hà gội sạch bụi bặm trần ai, tưới mát cho cây cối muôn loài. Trong cuộc sống, những người tuổi Đinh Mùi mệnh Thiên Hà Thủy thường là người của công chúng, có đóng góp cống hiến lớn lao cho đời, nhạy cảm, tinh tế, hay u buồn và tự mâu thuẫn. Bởi bản chất của giọt nước mong manh nên Đinh Mùi cực kỳ nhạy cảm, tinh tế. Khi mưa gió càng khôn ảm đạm nên thâm tâm họ mang một nỗi buồn cố hữu về thế thái nhân tình. Can chi Đinh Mùi thuộc thổ, tương khắc với nạp âm thủy, nên tâm tư họ có nhiều điều mâu thuẫn rất khó lý giải. Họ thích cuộc sống tự do, tự tại, thoải mái làm những điều mà mình thích mà không bị giới hạn điều gì. Bản chất tuổi Đinh Mùi khá ương bướng, những gì mà họ không thích làm thì không ai có thể bắt ép được. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, Đinh Mùi biết nhường nhịn đúng cách để không xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. Khi giao tiếp với người tuổi Đinh Mùi, thay vì đấu khẩu, chỉ trích họ, bạn hãy lắng nghe những quan điểm, ý kiến ấy một cách chăm chú, nếu không muốn Đinh Mùi bỏ đi. Bạn cũng đừng cố gắng khai thác những thông tin riêng tư, đời sống tình cảm của họ, bởi những người này vô cùng khép kín, không bao giờ chia sẻ những bí mật của mình cho mọi người. Họ hưởng thụ cuộc sống và làm những điều mình yêu thích. Đối với tuổi Đinh Mùi, quan trọng nhất là gia đình, thứ hai là bạn bè và thứ ba là công việc. Họ không bao giờ quên bữa tối thân mật cùng những người thân trong nhà, luôn là người đem lại niềm vui, tiếng cười cho gia đình mình. Tuổi Đinh Mùi thích cùng bạn bè thân thiết đi du lịch, đến những vùng đất mới mẻ, yên bình, để hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên và bầu không khí trong lành.
Khi làm việc tập thể, dù không phải người đầu tiên đưa ra ý tưởng của bản thân mình, nhưng họ luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, chính xác, đúng lúc, đem lại hiệu quả cao trong công việc. Trong mắt đồng nghiệp, Đinh Mùi là một người sáng tạo, nhiệt tình và đầy trách nhiệm. Đinh Mùi có những nhược điểm rất lớn, đó là sự do dự, thiếu quyết đoán khi làm việc. Điều đó khiến họ để lỡ nhiều cơ hội tốt để phát triển bản thân. May mắn tuổi Đinh Mùi là những người thông minh và cẩn thận, họ sẽ dễ dàng đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Thế nhưng rất ít những người tuổi Đinh Mùi nằm trong hàng ngũ của những người giàu có và uy quyền. Không phải họ không có khả năng đạt được những thứ đó, mà do tuổi Đinh Mùi có xu hướng lựa chọn cho mình cuộc sống yên bình, an nhàn bên gia đình và những người thân yêu. Họ là những người có tuổi thơ êm đềm, đẹp đẽ với cuộc sống sung sướng, đầy đủ tiện nghi. Khi lớn lên, cuộc đời của Đinh Mùi có nhiều biến động, đặc biệt là vấn đề về tình cảm. Họ trở nên trầm lặng và khép kín bản thân mình hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, thời gian này cũng mau chóng qua đi, tuổi Đinh Mùi sẽ gặp được người bạn đời phù hợp và xây dựng một cuộc sống hôn nhân, hạnh phúc vĩnh cửu. Sau đây, ta cùng đi vào phần luận giải về tổng quan vận trình tháng 10 âm lịch của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Trong tháng 10 năm 2024 âm lịch này, người tuổi Đinh Mùi liệu có đạt được thành công hay không, chủ yếu dựa vào chính bản thân mình. Trên thực tế, trong tháng này, được tam hợp trợ mệnh, cùng nguyệt lệnh lâm mộc dục cho thấy, đây là một thời điểm đầy ắp hy vọng với bản mệnh. Bạn có thể được tiếp xúc với nhiều cơ hội làm ăn hoặc thăng tiến, mở ra hướng phát triển mới trong sự nghiệp. Tuy nhiên, bản mệnh cần năng động, xông xáo, phát huy ưu điểm của mình, không bỏ lỡ cơ hội một cách rất đáng tiếc. Còn nếu biết kiềm hãm tính xấu, phát huy điểm mạnh của mình, chính quan sẽ phù trợ bạn đạt được nhiều thành tích khả quan trên cả lĩnh vực học tập hoặc sự nghiệp. Trình tình cảm của bản mệnh không được như ý, các mối nhân duyên khác giới kém sắc, áp lực cuộc sống quá lớn chi phối tất cả, nên dành thời gian để chia sẻ, trò chuyện nhiều hơn để có thể cùng nhau tháo gỡ khó khăn. Bạn cần nhường nhịn, bao dung và lắng nghe cảm xúc của nửa kia nhiều hơn, đừng nên bắt đối phương nghe mãi theo sự sắp đặt của mình. Về sức khỏe, bản mệnh cần chú ý nhiều tới vấn đề dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, đề phòng ngộ độc nguy hiểm tới tính mạng. Theo tử vi 2024, tháng 10 âm lịch, đây là thời điểm để Đinh Mùi phát huy tài năng, năng lực của mình, đề thu về tài lộc khả quan. Bạn là người biết kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, không nóng vội đưa ra những quyết định, sự nhìn nhận và đánh giá khá chính xác, giúp cho bạn thu về túi không ít lợi nhuận từ việc đầu tư kinh doanh trong thời điểm này. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải chú ý đến cách ăn nói của bản thân để không vướng phải chuyện thị phi, rắc rối, xấu hơn nữa có thể để mất những đối tác tiềm năng. Dựa trên mối tương quan giữa đương số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh mà đoán định hung cát của bản mệnh thông qua bốn phương diện chính là sự nghiệp, tài vận, tình duyên, gia đạo và sức khỏe. Cụ thể như sau. Đầu tiên, xét trên phương diện sự nghiệp, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, tháng 10 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024. So với tử vi tháng 9 âm, vận trình tháng 10 của tuổi Đinh Mùi có chuyển biến tích cực về nhiều phương diện. Đây là thời điểm thích hợp để bạn tiến hành những việc quan trọng, tỷ lệ thành công cao. Bạn có quý nhân tam hợp nâng đỡ, một vài trở ngại khó khăn trong công việc dần được tháo gỡ, thậm chí một vài việc trước đó bị tồn đọng nay sẽ được khơi thông, hứa hẹn kết quả bất ngờ. Vận quý nhân Dượng tạo điều kiện cho bạn có thể triển khai nhiều việc cùng lúc. Nhân lúc vận khí hanh thông, hãy làm mọi thứ bạn mong muốn, cứ mãi lần nữa thì thành công bao giờ mới tới. Thời điểm này, người làm công ăn lương khắc phục được nhiều khó khăn trong công việc, thậm chí càng gặp phải khó khăn, bạn lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bản mệnh ý thức được đâu là thời điểm mình cần mạnh dạn thể hiện bản thân. Các tinh đế dượng xuất hiện là dấu hiệu tháng này cơ hội để bạn thăng chức tăng lương là rất cao. Những cố gắng của bạn trước nay ắt hẳn đã được nhìn nhận và đánh giá xứng đáng. Đối với người làm lãnh đạo, bạn cũng khẳng định được uy tín của mình, khiến cấp trên thán phục và tôn trọng. Bản mệnh hoàn toàn có khả năng chỉ huy dẫn dắt mọi người, cùng đoàn kết để hoàn thành mục tiêu lớn lao. Tuy nhiên, tháng này cũng không chỉ toàn những điều thuận lợi, có một vài thời điểm hung tinh ngũ quỷ sẽ đem đến kẻ tiểu nhân gây rối, khiến công việc của bạn gặp phải một chút trục trặc. Trong các tàng hung mưu, sự tỉ mỉ, chu đáo,
hành sự thận trọng để tránh sai lầm đáng tiếc khiến tiền đồ lao dốc. Xét trên phương diện tài lộc, tháng 10 âm lịch 2024, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Người tuổi Đinh Mùi cũng có cơ hội thu về tiền đầy túi trong tháng 10 này. Mọi việc của bạn bắt tay vào thực hiện đều đem lại những dấu hiệu tích cực, nhờ vậy mà đồng tiền chảy vào túi không ngừng. Với người làm công ăn lương, bạn khẳng định được vị thế của bản thân mình, không chịu thua kém bất cứ ai, nên dễ dàng gây ấn tượng tốt trong mắt lãnh đạo. Những thành tích cao trong công việc giúp bạn chạm tay vào nhiều cơ hội nhận tiền thưởng nóng, thậm chí một vài người còn thành công trong việc đề nghị một mức lương cao hơn, một vị trí cao hơn trong tập thể. Trong đầu tư, hợp tác làm ăn, bạn vẫn phải đề cao cảnh giác, không nên tin tưởng người khác thái quá, kẻo bị lợi dụng hoặc lừa gạt khiến tiền mất tật mang. Tháng không có tài tinh cao chiếu, trong việc vay mượn tiền bạc tuổi Đinh Mùi cũng phải hết sức tỉnh táo. Dù là bạn cho người khác vay tiền hay đi vay vốn làm ăn, cũng cần tìm hiểu kỹ các nguồn thông tin, đừng để bị rơi vào cái bẫy của kẻ xấu. Được tam hợp trợ mệnh, tình hình kinh doanh buôn bán khả quan, đầu tháng được lộc trời cho, bản mệnh kiếm được không ít tiền bỏ vào túi, nên tiếp tục quay dòng dòng tiền, đừng để tiền chết sẽ khó sinh lời. Tất nhiên, quá trình bắt tay vào làm việc không tránh khỏi khúc mắc, song dần dần bạn sẽ tìm được cách để làm việc đúng đắn, mọi việc hanh thông giúp tiền chảy về túi dễ dàng hơn. Ở một vài thời điểm trong tháng, bạn vẫn cần phải đề phòng tác động của hung tinh ngũ quỷ. Có những kẻ không đáng tin cậy sẽ rủ bạn hùn vốn đầu tư vào những lĩnh vực lừa đảo. Hãy tin tưởng để nhận ra ai là người tốt, ai là kẻ xấu để tránh rơi vào tình trạng mất tiền, mất của không đáng. Về phương diện tình cảm, gia đạo tuổi Đinh Mùi, trong tháng 10 âm lịch năm 2024, tiếc rằng phương diện tình duyên của người tuổi Đinh Mùi lại không được như ý. Có lẽ đây là lúc bạn cần xem lại cách hành xử của mình, chớ nên vô tình hoặc cố ý gây tổn thương cho người khác, đặc biệt là với những người thân thiết nhất. Nếu đã lập gia đình, cần đề phòng đào hoa dữ gây ra xung đột, sự hoài nghi giữa đôi bên, suy nghĩ bế tắc khiến bản mệnh nảy sinh tâm lý chán chường, rất dễ bị dụ dỗ thay đổi tình cảm, rơi vào tình tay ba phức tạp, vợ chồng thiếu hòa hợp cả ở lời ăn lẫn tiếng nói, chuyện sinh hoạt chăn gối. Áp lực cuộc sống quá lớn chi phối tất cả, nên dành thời gian để chia sẻ, trò chuyện nhiều hơn để có thể cùng nhau tháo gỡ khó khăn. Bạn cần nhường nhịn, bao dung và lắng nghe cảm xúc của nửa kia nhiều hơn, đừng nên bắt đối phương nghe mãi theo sự sắp đặt của mình. Mỗi khi có mâu thuẫn nổ ra, bạn cũng trở nên hiếu thắng, muốn mình trở thành người chiến thắng trong mọi tình huống. Trên thực tế, vợ chồng hơn thua nhau chẳng đem tới cảm xúc tích cực cho bất cứ ai, mà chỉ khiến bầu không khí trong nhà thêm căng thẳng hơn mà thôi. Đối với người độc thân, bạn có được người thân quen giới thiệu cho những đối tượng triển vọng, bản mệnh nên mở lòng hơn để tiếp xúc với mọi người, chớ nên sống mãi trong thế giới riêng. Chỉ khi tiếp xúc giao lưu với mọi người, bạn mới nhận ra ai tốt, ai xấu, ai là người phù hợp với mình, đừng nên giữ những quan điểm tiêu cực trong đầu. Cuối cùng là phương diện sức khỏe, tuổi Đinh Mùi tháng 10 âm lịch năm 2024. Xem tử vi cho thấy, bước sang tháng 10 âm lịch, Mùi Thổ không bị khắc chế với Thái Tuế, sức khỏe hầu như không phát sinh vấn đề gì nghiêm trọng. Có điều, bản mệnh cần chú ý nhiều tới vấn đề dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, đề phòng ngộ độc nguy hiểm tới tính mạng. Tuổi Đinh Mùi cần chăm chỉ luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên hơn nữa. Lười vận động là nguyên nhân gây ra hàng loạt những trục trặc về sức khỏe như thừa cân, tiêu hóa kém, khí huyết lưu thông yếu, mắc các chứng bệnh về xương khớp. Tuy nhiên, nguyên tắc dưỡng sinh là chỉ nên vận động nhẹ nhàng, hạn chế vận động quá mạnh, gây mất sức càng khiến cơ thể suy nhược hơn. Ngoài ra, cần chú ý điều hòa tâm trạng, trạng thái tinh thần, giữ tinh thần lạc quan yêu đời để làm nền cho hai khí âm dương cân bằng, từ đó phòng tránh bệnh tật. Quý vị thân mến, mỗi tuần trong tháng lại có những biến động khác nhau, vậy nên ngay sau đây, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào phần luận giải tử vi từng tuần trong tháng 10 âm lịch, để mệnh chủ Đinh Mùi có những kế hoạch phát triển cho mình. Đầu tiên là tử vi tuần 1 trong tháng 10 âm lịch tuổi Đinh Mùi. Theo tử vi tuần mới của bản mệnh Đinh Mùi, bạn khá chật vật, con giáp này ăn ở hiền lương nhưng ngồi không cũng dính họa. Có kẻ ghen ăn tức ở do thấy bản mệnh giỏi hơn,
giàu hơn nên nóng ruột đặt điều chê bai. Dù là làm công việc gì thì cũng có kẻ muốn cạnh tranh âm thầm sau lưng bạn, đặc biệt là những người làm tự do hoặc công chức, càng ăn nên làm ra, càng ít bạn chơi cùng. Tuy nhiên đừng nản lòng, kết quả mà bạn nhận được sẽ vô cùng xứng đáng với sự tận tụy và công sức của bạn bỏ ra. Vận tài lộc có chút mất mát nhỏ không đáng kể nhưng vẫn cần phải đề phòng. May mắn là càng về cuối tuần, tuổi Đinh Mùi càng có nhiều cơ hội để gia tăng thu nhập. Tuy nhiên, bản mệnh được khuyên là nên tập trung vào công việc chính, chớ tham lam quá sức, kẻo tiền đi chữa bệnh quá tiền làm ra. Vận trình tình cảm hung cát đang xen, bản mệnh nên cảm thấy hạnh phúc với chính bản thân mình và những mối quan hệ hiện tại. Người không tốt thì không nên tiếc. Đầu tuần có tin vui liên quan tới cưới hỏi, sinh nở trong gia đình hoặc họ hàng. Cuối tuần thì cẩn thận có điểm xung đột cãi cọ trong nhà, tuổi Đinh Mùi nên bớt nóng tính lại. Cẩm nang dượng vận, quý nhân Dần, Mão, tiểu nhân Tuất, Sửu. Màu sắc may mắn trắng, vàng. Con số phát tài 22, 10, 89. Tử vi tuần 2, trong tháng 10 âm lịch của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Tử vi tuần mới chỉ ra rằng vận trình của tuổi Đinh Mùi đang xen cả hung lẫn cát, may mắn chủ yếu tập trung vào nửa đầu tuần. Tuy nhiên về cuối tuần phải cẩn thận hơn, đặc biệt là về sức khỏe nhớ chú ý đi lại, ốm đau, có phương pháp điều trị kịp thời. Nữ mệnh sẽ khá hơn nam mệnh trong mặt công việc, vận trình công danh của bạn sẽ dựng lên rất nhiều, vậy nên hãy cố gắng nắm bắt cơ hội. Tuy nhiên, không được thấy may mắn mà chủ quan, bản mệnh phải hết sức cẩn trọng trong công việc, giấy tờ, ăn nói vào cuối tuần kẻo mắc bẫy kẻ xấu. Việc làm ăn của tuổi này không đến nỗi tệ nhưng có tiểu nhân quấy phá nên tài lộc bị cản trở. Con giáp này nên tránh gây rắc rối với kẻ hẹp hòi. Họ sẽ luôn tìm cách để hãm hại hoặc lợi dụng bản mệnh. Tiền làm ra thì nên cẩn thận cất giữ, đừng đem đi khoe khoang khắp nơi. Cuối tuần có tin vui tình cảm, bạn hãy cứ nên để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, đừng nóng vội có khi lại hỏng chuyện. Nữ mệnh được nhiều người để ý đến, có duyên ăn nói giỏi ngoại giao. Người chưa lập gia đình thì nên bàn chuyện cưới hỏi trong tháng này, chứ đừng có để lâu hơn. Cẩm nang dượng vận, quý nhân Hợi, Mão, tiểu nhân Tý, Tỵ. Màu sắc may mắn da cam, nâu. Con số phát tài 89, 16, 03. Tử vi tuần 3, trong tháng 10 âm lịch tuổi Đinh Mùi. Theo tử vi tuần 3 của tháng, tuổi Đinh Mùi có phần may mắn hơn. Tuy nhiên dù vận khí rất tốt nhưng cũng chỉ đóng vai trò trợ lực, từ thân bản mệnh có vận động hay không mới là điều quyết định. Công việc bận rộn, áp lực công việc đôi lúc sẽ làm con giáp này cảm thấy bế tắc và muốn buông xuôi. Nếu có thể bản mệnh nên thay đổi chỗ công tác đi xa một thời gian để sớm tìm ra giải pháp thích hợp cho dự án sắp tới. Người đang có ý định xuất ngoại làm ăn, luân chuyển công tác càng đi xa thì công việc càng thuận lợi và may mắn hơn. Về tài lộc, bản mệnh có thể sẽ chấp nhận việc hư hao tiền bạc hoặc chạy dạy đâu đó nếu muốn được việc, nhưng được cái ăn nên làm ra cần cù thì sẽ được nhiều lộc. Tuổi Nô có bản lĩnh nên chẳng sợ phải thua thiệt, sống có đức thì tiền bạc tự tìm tới, đặc biệt là những người phải đi làm ăn xa. Vận trình tình cảm có lợi cho nữ giới hơn là nam giới. Tuổi Đinh Mùi có duyên gương mặt khả ái hay được lòng người khác giới, trong tuần tình duyên dượng dễ mà được tỏ tình. Cẩm nang dượng vận, quý nhân Ngọ, Hợi, tiểu nhân Sửu, Tuất. Màu sắc may mắn xanh lá cây, đỏ. Con số phát tài 22, 48, 68. Cuối cùng là tử vi tuần 4, tuổi Đinh Mùi, tháng 10 âm lịch 2024. Tử vi tuần của tháng bản mệnh có một tuần tràn đầy năng lượng. Những người sắp xuất ngoại làm ăn thì chuẩn bị đón tin vui. Đầu tuần mọi mặt chưa được suôn sẻ, thế nhưng cũng đừng quá lo lắng, mọi chuyện cũng dần trở nên tốt hơn. Công việc trong tuần mới cực kỳ có lợi cho những người vốn năng động. Nếu bản mệnh cảm thấy mình không thực sự phù hợp với công việc này, thì đừng ngại ngần rời bỏ để đi tìm một công việc mới. Biết đâu ở chỗ làm mới với mức lương cao hơn, môi trường sống của bạn sẽ cao hơn thì sao? Càng vất vả bôn ba xông xáo thì con giáp này thu hoạch càng nhiều. Tiền do mình vất vả kiếm được nên thiên hạ có nói gì thì cũng kệ họ. Chẳng qua người ta thấy bản mệnh làm ăn được nên ghen ăn tức ở mà thôi. Vận trình tình cảm có lợi cho nam hơn là nữ.
nam giới nên tích cực theo đuổi người mình thích kẻo lỡ mất cơ hội. Nửa kia tôn trọng và không bao giờ xâm phạm vào những bí mật của bản mệnh, thuận vợ thuận chồng nên làm việc gì cũng gặp may. Cẩm nang dượng dận, quý nhân, thân, mão, tiểu nhân, dần, ý. Màu sắc may mắn, trắng, nâu. Con số phát tài, 09, 48, 22. Nhân sinh cảm ngộ. Nếu cảm thấy con đường phía trước u tối, hãy nghe chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về lời Phật dạy về khó khăn trong cuộc sống này và bạn sẽ lại mỉm cười, có thêm động lực để bước tiếp. Phật nói, cuộc đời là biển khổ mênh mông, không có ngày thôi dứt. Hãy lắng nghe những lời Phật dạy về khó khăn trong cuộc sống, sẽ mang lại cho bạn chỗ dựa tinh thần khi phải đối mặt với những trở ngại trên con đường đi tìm thành công, hạnh phúc của riêng mình. 1. Vạn vật vốn vô sinh vô ngã, nghĩ làm gì khi đã thấy chân như, hãy tịnh tâm mà an tĩnh trong thiền, khai trí tuệ ta đi tìm bến giác. 2. Mỗi khi mỗi bước trên con đường mình đã chọn, hãy tự nhủ mình, tiếp tục đi, đừng dừng lại, mỗi bước có thể khó khăn hơn, nhưng đừng dừng lại, diễn cảnh đẹp nhất là lúc ở trên đỉnh. 3. Nó chỉ là vấn đề, nếu con nghĩ nó là một vấn đề. 4. Đừng nghĩ mãi về quá khứ, nó chỉ mang tới những giọt nước mắt. Đừng nghĩ nhiều về tương lai, nó chỉ mang lại lo sợ. Sống ở hiện tại với nụ cười trên môi, nó sẽ mang lại niềm vui cho con. 5. Nếu không có được điều con muốn, có nghĩa là cái gì đó tốt đẹp hơn đang đến. 6. Hiểu và biết ơn những nỗi sợ. 7. Giá trị của một con người không phải là khi họ đang ở vị trí thuận lợi, mà là khi họ đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn và đau khổ nhất. Những lời Phật dạy về khó khăn trong cuộc sống sẽ là ngọn lửa thắp sáng lối đi trên con đường của chính bạn. 8. Đã từng trải qua khó khăn, chứng minh thành công cách con không xa. 9. Đừng để quá nhiều những việc của ngày hôm qua chiếm lấy ngày hôm nay của con. 10. Những thứ đã mất đi kỳ thực là do chúng chưa từng thực sự thuộc về con, vậy nên đừng nuối tiếc, lại càng không cần phải nhất quyết đòi lại cho bằng được. 11. Trước khi thành công, đừng nói cho bất kỳ ai. 12. Cuộc sống mệt mỏi, một nửa là vì sinh tồn, một nửa còn lại là vì dục vọng và sự so sánh. 13. Hãy đối xử với bản thân mình tốt một chút, bởi lẽ đời người chỉ dài bằng gang tay. Hãy đối xử với những người xung quanh tốt một chút, bởi vì một đời chưa hẳn đã có thể gặp lại nhau. 14. Xin lỗi là một sự chân thành, không sao, là một phong thái. Nếu con đã xin lỗi một cách chân thành nhưng lại không được đền đáp bằng phong thái không sao, thì chỉ có thể nói rằng đối phương là kẻ vô tri và thô tục. 15. Cùng là một chiếc bình như vậy, tại sao con lại chứa độc dược? Cùng một mảnh tâm, tại sao con phải chứa đầy những não phiền như vậy? 16. Thời gian sẽ trôi qua, để thời gian xóa sạch phiền não của con đi. 17. Con cứ xem như những chuyện đơn thuần thành nghiêm trọng, như thế con sẽ rất đau khổ. 18. Chỉ cần đối diện với hiện thực, con mới vượt qua hiện thực. 19. Nếu có thể sống qua những ngày bình an thì đó chính là một phúc phần rồi. Biết bao nhiêu người hôm nay đã không thấy được dần thái dương của ngày mai. Biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành tàn phế. Biết bao nhiêu người hôm nay đã đánh mất tự do. Biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành nước mất nhà tan. 20. Lấy từ bi và ôn hòa để thắng nóng giận, lấy hiền lành để thắng hung dữ, lấy bố thí và lòng rộng rãi để thắng tham lam, lấy chân thật để thắng giả dối. 21. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc tôi không có dép để mang, thì tôi lại phát hiện ra có người không có chân. 22. Thất bại không phải là bạn không biết làm điều gì đó, thất bại là bạn biết nhưng không làm. Hãy thành thật với bản thân, hành động theo tiếng nói của trái tim để đạt được điều bạn mong muốn. 23. Đừng trách, đừng buồn, đừng than thở, đừng hờn, đừng giận, đừng ngỡ ngàng, nhẹ nhàng chấp nhận điều ngang trái, oán hận làm chi chuyện bẻ bàng. 24. Nếu một người chưa từng cảm nhận sự đau khổ, khó khăn thì rất khó cảm thông cho người khác. Con muốn học tinh thần cứu khổ cứu nạn thì trước hết phải chịu đựng được khổ nạn. 25. Đời quá ngắn thương nhau còn chưa đủ, bận lòng chi bao oán hận bâng quơ, ta cười bóng trong gương cười trở lại,
lòng yêu thương thành biển động vô bờ. Dân, quý vị thân mến, vừa rồi là tử vi tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Hy vọng quý độc giả sẽ có được cho mình những thông tin hữu ích về tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 này. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình, Minh Đường tử vi chúc quý vị tháng mới luôn may mắn, bình an, bứt phá về tài lộc, giàu sang, phú quý. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.